Chào cả nhà, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Video Editing. Ngày hôm nay mình chia sẻ cái video đầu tiên trong cái chuỗi series video hướng dẫn đào tạo về sử dụng các cái phần mềm thiết kế. Khi mình đào tạo cho các bạn học viên của mình ý, thì mình thấy có một vấn đề là tất cả các bạn đều bị vấp cái khó khăn trong cái việc là thiết kế để có những mẫu mã mới hoặc là tự mình có thể làm ra được các cái thiết kế mới, cũng như là việc mình chỉ nói đơn giản này thôi, là chẳng hạn như là việc các bạn nhái mẫu đi trên mạng, các đơn vị làm dịch vụ cưới có thể làm rất là nhiều cái mẫu đẹp đúng không, thì bạn muốn nhái lại để làm lại cho nó của mình, cho nó bắt chước theo để làm cho nó đẹp. Thế nhưng mà bị một cái vấn đề là bây giờ nhái mẫu mà không làm đúng tỷ lệ, không biết làm đúng tỷ lệ, rồi là một cái mẫu người ta có cái phần đồ họa rất là đẹp, mình cũng không biết mình lấy được ở đâu, tìm được ở đâu một cái mẫu đồ họa gần gần tương tự như thế để cho nó đẹp như thế. Đấy, thì tất cả những cái khó khăn đấy là cái việc nó làm cho cái việc mà mình thấy là tất cả các bạn ở tỉnh khi mà làm tiệc cưới hoặc để có trang trí cưới là rất là bị động trong cái việc này. Thì chính vì cái nhu cầu đấy mà mình thấy là mình cần phải có một cái gì đấy nó mình đào tạo cho các bạn học viên của mình, cũng như là những cái bạn mà theo dõi kênh của mình ấy, muốn có nhu cầu là có thể khả năng vẽ được một cái sản phẩm gì đấy nó chuẩn và nó làm nó đúng theo cái gọi là cái người có nghề làm ấy, cái người có nghề thiết kế làm ấy. Đấy, thì tại sao bắt nguồn từ cái nhu cầu đấy mà mình muốn muốn chia sẻ cho mọi người trong cái series về dạy thiết kế tiệc cưới này. Trong cái việc mình chia sẻ đấy là mình chia sẻ về những cái cách để sử dụng công cụ đấy nhá. Thế còn trong cái giáo trình của mình mà dạy về thiết kế ấy, là mình dạy đầy đủ là từ tư duy thiết kế này, cho đến cách để lên một cái bản thiết kế, rồi là cách để lấy từ những cái ý tưởng đến từ tất cả rất là nhiều nguồn khác nhau để mình có thể ra được một cái bản vẽ thiết kế nó có ý tưởng riêng, rồi nó có concept riêng của mình mà nó không bị trùng lặp với ai. Thì đấy là cái khóa dạy thiết kế của mình. Nhưng mà mình cái khóa dạy thiết kế đấy ấy, thì trước là mình trong cái khóa đấy là mình không dạy về sử dụng phần mềm, nhưng mà mình thấy là cái sử dụng phần mềm ấy, khi các bạn tự học hoặc là học theo các cái giáo trình trên mạng ấy, thì cái giáo trình người ta dạy nó sẽ tương đối dài và phức tạp, và người ta dạy đầy đủ hết tất cả các cái cách sử dụng trong cái phần mềm đấy, mà nhiều khi thật ra là mình không cần thiết phải dùng hết, có rất nhiều tính năng công cụ trong đấy mà mình không cần thiết phải biết hết, mà mình chỉ cần biết một số thứ thôi là mình đã có thể bắt tay vào sử dụng và làm được rồi. Thế nên là từ cái mình thấy cái khó khăn đấy, cho nên là mình đã quyết định là mình đã sẽ xây dựng một cái series là video là hướng dẫn mọi người cách sử dụng các cái phần mềm thiết kế một cách ngắn gọn nhất, tập trung đi thẳng vào vấn đề và làm thế nào để trong thời gian ngắn nhất ấy, mọi người đều có thể sử dụng được phần mềm một cách thành thạo để có thể bắt tay vào học thiết kế. Còn cái việc học về tư duy thiết kế, học về sử dụng màu sắc, học về công cụ, học về tỷ lệ, học về cách để lên một cái bản vẽ thiết kế đẹp, thì cái đấy nó thuộc về cái giáo trình đào tạo về thiết kế của mình. Thì cái đấy như bạn nào có nhu cầu thì có thể tìm hiểu và đăng ký theo học. Mời mọi người vào chương trình luôn nhé. Đầu tiên khi mà mình mở cái phần mềm Adobe Illustrator lên này, thì nó sẽ có phần New này, là tạo một cái file mới này. Tạo một cái file mới thì mình có thể để đơn vị ở đây là mm nhé, đặt tên cho nó đây. Đấy, và mình create đây, tạo OK đây, thì sẽ tạo thêm một cái file mới đây. Đấy. Thứ hai là trong cái file mới này ấy, thì mọi người để ý là cái hệ màu của làm nó sẽ có hệ màu CMYK hoặc là RGB. Nhìn ở đây. Đấy, thì mình có thể thay đổi cái hệ màu đấy là CMYK hoặc là RGB. Đấy, mình thay ở đây, thay trong cái file ở đây. Thì cái này nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc là mình xuất màu in ấn hoặc là màu nhìn trên các cái sản phẩm. Thường thường nếu mà nhìn để mà xuất ra ảnh ấy, xuất ra ảnh và xuất để mọi người xem ấy, thì mình để RGB, còn nếu mà xuất cho màu cho in ấn ấy, thì mình chuyển thành CMYK. Đấy, thì cái này nó cũng là một cái mà nó hơi chuyên sâu hơn một chút về màu sắc. Thì mình cứ nhớ là bình thường mình làm thì mình cứ để RGB cũng được, nhưng mà khi mà mình xuất màu ra cho để sản phẩm để xem hoặc là đưa lên ảnh web thì mình
Xuất là RGB, còn xuất màu để cho in ấn thì mình sẽ chuyển thành CMYK. Mình đi qua một lượt vòng tất cả các cái giao diện của nó nhé. Mở lên giao diện lên này, thì các bạn có thể thấy là cái phần phía bên phải này, phần phía bên phải này là các cái công cụ này, các cái công cụ về màu sắc, rồi là chọn các loại nét, đường nét, rồi các cái lệnh, một số các cái lệnh đấy. Còn phía bên trái này là các cái công cụ cơ bản về vẽ, các cái công cụ cơ bản để vẽ như là vẽ nét, vẽ đường, vẽ tạo hình, rồi là các cái loại công cụ về xử lý hình, làm méo hình, hay là rất là nhiều cái. Thì bây giờ mình sẽ đi dần dần nhá. Đầu tiên là các cái công cụ cơ bản bên này này. Cụ cơ bản bên này thì những cái công cụ cơ bản đầu tiên ấy là đây, cái chọn đối tượng V, chọn đối tượng là phím tắt là V nhá. A là chọn điểm. Đây, mình có thể cho lấy một cái ví dụ mọi người đây. Khi mình vẽ một cái hình đây, mình vẽ một cái hình chữ nhật đây nhá, thì mình muốn chọn đối tượng này để kéo di chuyển đi thì mình ấn V. Đấy, là mình ấn chuột vào, mình click chuột vào và mình có thể kéo di chuyển vật thể đi. Thế còn khi mình ấn A thì tức là mình có thể chọn được các cái điểm này, chọn riêng được các cái điểm này. Đấy, mình có thể chọn riêng được các điểm để mình kéo di chuyển đi này. Đấy là A. Đấy là hai cái mà lệnh chọn đối tượng nhé, A và V. Còn hai cái dưới này là cũng là chọn đối tượng, nhưng mà nó đi sâu hơn thì cái này cũng ít dùng thôi, thì mình cũng chưa cần phải quan tâm đến. Đấy, đầu tiên là cái V và A là hai cái quan trọng nhất nhé, là thường xuyên sử dụng trong cái việc mà chọn đối tượng. Mọi người nhớ đây là, mọi người phải ý là thường cố gắng mình phải học được cái cách sử dụng phím tắt ấy. Học được cái sử dụng phím tắt thì nó sẽ là sử dụng làm cho cái cách, cái quá trình mình vẽ nó rất là nhanh, và nó không bị kiểu phải ấn lên, cứ vừa vẽ vừa quay lại ấn lên trên các cái công cụ trên này thì nó sẽ rất là mất thời gian. Nên trong quá trình học là mọi người học luôn cách sử dụng phím tắt luôn nhé. Ví dụ khi mà mình muốn kéo và di chuyển một cái vật thể như này thì mình dùng lệnh V, và khi mình muốn sử dụng thay đổi cái điểm của nó đi thì mình dùng lệnh A. Đấy, để mình thay đổi điểm đi. Đấy, thế thôi. Thì mọi người nhớ là như thế. Đấy là hai cái công cụ cơ bản đầu tiên về chọn hình, kéo hình. Sau đấy là ví dụ khi một cái hình nhé, mình nói thêm về một cái hình như này thì nó sẽ bao gồm là điểm này, các điểm này, bốn điểm này, và các đường này, và cộng với phần màu. Đấy thì là một cái hình. Thì ở đây mọi người có thể thấy là ví dụ cái hình này là đang tô màu đỏ này, ở đây là đang màu đỏ đây này, và cái phần viền của nó là màu xanh. Ở đây mình có thể chọn cái độ dày viền đây. Đây thì phía trên là một cái thanh công cụ ngang với trên đây, là nó có tất cả các cái công cụ về trên cái hình này nhé. Nó sẽ có một cái, mình sẽ thấy là ở phía trên thanh công cụ ngang phía trên này, này là nó sẽ có tất cả những cái mà nó sẽ có những các tất cả những cái mà như là thay đổi về màu sắc này của hình này, thay đổi về nét màu này, rồi thay đổi về độ lớn của nét này. Mình thử luôn nhé, mọi người xem nhé. Ví dụ đây là thay đổi màu của hình này. Đấy. Thay đổi màu của nét này. Ở đây nét nó nhỏ quá mình đang chưa nhìn thấy nhá, mình tăng độ dày nét lên này. Đấy, mình tăng độ dày nét lên thì mọi người có thể nhìn thấy ngay là thành nét màu hồng đúng không? Mình có thể thay đổi màu ở đây này. Đấy. Đấy, thì đây là những cái mà thay đổi của cái ảnh hưởng đến cái vật thể ở phía trên. Đấy là cái thanh công cụ phía trên. Có rất là nhiều cách sử dụng thay đổi đường nét khác nhau đây. Cái này thì là nó ảnh hưởng khi mà nó là đường thôi. Đây, mọi người thấy không? Thay đổi nét thì cái là thành cái đường rích rắc này. Đấy, hoặc là đường mờ mờ này. Đấy, đấy là những cái thay đổi khác nhau này. Và opacity đây là cái độ trong mờ này. Đấy, mình có thể thấy là khi mà thay đổi cái độ trong mờ là nó thay đổi dần này. Và phía trên này là cái kích thước của hình. Đó, kích thước nó sẽ là chiều ngang và chiều cao. Đấy, khi mình thay đổi chiều cao đi nhé, mọi người có thể thấy là cái kích thước hình nó đã thay đổi đi này. Đấy.
và thay đổi chiều ngang này. Có một cái nút này nhé, là nút tích này, là nó khóa, nó gọi là khóa trục. Thì khi mình thay đổi cái chiều ở đây nhé, nó vẫn giữ nguyên tỷ lệ này, thấy không? Đấy, nó giữ nguyên tỷ lệ, đúng không? Ví dụ cái này đang, ví dụ mình mở ra nhé, cái này là 100 và cái này là 50 này. Thì theo tỷ lệ 150 này, 100 và 50 nhá. Thì khi mình khóa tỷ lệ này, mình thay đổi cái này thành 200 này, thì cái này thành 100, đúng không? Đấy, đấy là khóa tỷ lệ. Còn nếu mà không khóa cái này nhá, không khóa cái tỷ lệ này vào ấy, thì ví dụ mình giảm cái này 100 nhé, cái này nó vẫn là 100, thấy không? Đấy, thì nó thay đổi thành hình vuông. Đấy, thì đấy là tác dụng của cái nút khóa này, để nó giữ cái tỷ lệ. Nhưng mà đấy là chỉ thay đổi khi mà mình đánh số vào đây thôi nhé. Còn nếu mà mình kéo ở trên hình này thì là nó vẫn thay đổi linh tinh đi, chứ nó không giữ tỷ lệ. Muốn giữ tỷ lệ trên cái hình khi mà kéo hình như này ấy, thì mình giữ nút shift. Giữ nút shift và ấn vào hình và kéo hình như này. Ấn vào hình, ấn chuột trái vào hình và góc hình và kéo đi như này. Thì đến nó giữ tỷ lệ. Đấy. Thì đấy là cái cơ bản của cái phần phía trên này. Và mình bắt đầu đi dần từng cái lệnh cơ bản nhé. Đấy, đấy là cái hình này. Cái việc mà thay đổi màu của vật thể mình có thể làm đây, hoặc là ở trên này, hoặc là ở dưới này luôn. Có thể xem ở đây nhé. Thay đổi đấy. Và để ý nhé, để ý nếu mà thay đổi ở đây ấy, thì mình ấn vào cái nào thì nó sẽ thay đổi cái đấy. Ví dụ cái này là cái hình đặc này, là hình vuông này này, là thay đổi màu cho hình. Còn cái hình màu trắng mà nó lõm rỗng ở giữa này này là đường nét, là thay đổi màu cho đường nét. Có thể thử xem lại đây nhé. Đấy, đổi đường viền thành màu đỏ và hình ở trong thành màu đen này. Đấy. Mình có thể ấn cái nút thay đổi ngược lại này. Ấn cái nút đây này là nó thay đổi, nó trao đổi cho nhau giữa nét và hình. Nó thay đổi giữa nét và hình với nhau. Đấy. Có một cái thứ hai nữa là mình muốn hướng dẫn ấy, là bây giờ đây là đang có màu và có nét nhé. Nếu mà mình muốn không có hình hoặc không có màu hoặc là không có nét luôn, thì mình chọn đây. Nó sẽ có một cái hình màu trắng, có một dấu gạch đỏ chéo này. Là đây là mất mất màu luôn này, chỉ là nét không này. Đấy, hoặc là có màu nhé, hoặc có màu và không có nét này. Đấy, không có nét này mà chỉ có màu không này, mảng màu bệt này. Đấy, thì mọi người thấy không? Tiếp tục nhé, mình đi tiếp về các cái cơ bản tiếp nhé. Cái này này, cái lệnh này là cái lệnh vẽ này là cái lệnh rất là cơ bản này. Pen tool P này là cái chủ yếu để mà sử dụng trong cái khi mà vẽ. Phím tắt là P nhé. Thì mình sẽ ví dụ mình muốn vẽ một cái đường lượn sóng nhé. Mình muốn vẽ một cái đường lượn sóng, mình ấn một nút đầu tiên này để tạo một cái điểm đầu tiên này. Ấn một cái nút thứ hai này. Kéo di chuột ra này. Vẫn đang giữ chuột nhé, vẫn đang ấn giữ chuột trái và kéo di chuột ra này. Ấn một cái nút thứ ba này là điểm kết thúc này. Đấy, tạm dừng. Đấy, ấn V là dừng lệnh. Thì có thể thấy là đây nó tạo thành đường cong, đúng không? Đường cong ở đây và đường cong ở đây nó có đổ màu. Mọi người có thể nó đang có đổ màu, thành ra là nó sẽ đổ màu phần này và phần này. Thì nếu mà mình không muốn nó đổ màu nhé, mình muốn nó là nét thôi, thì mình ấn vào cái này. Để thay đổi giữa nét và đường. Đấy, thì nó đã trở thành một cái đường cong. Đây là một đường cong nhé. Mình có thể vẽ tiếp một cái đường thẳng, ví dụ một đường thẳng này. Đấy. Là thoát lệnh là bây giờ mình ấn V này. Lại ấn P tiếp này, vẽ tiếp này. Đấy, ấn V cái là dừng lại luôn này. Là chuyển sang chọn này. Mọi người nhớ nhá. Ấn lệnh P này là vẽ để bắt đầu vẽ đường này. Sau khi vẽ xong thì ấn V là thoát này. Đây là ví dụ mình vẽ đường thẳng nhá. Mình vẽ lại một đường cong nhá. Ví dụ vẽ là một đường cong đơn giản này. Ấn một điểm đầu này, di chuột ra để một điểm cuối này. Ấn vào click chuột trái này, kéo ra này. Đấy. Bây giờ mình nói tiếp nhé. Khi mình kéo ra như thế nhé, các bạn có thể thấy là nó tạo thành một cái điểm ở đây và có hai cái điểm đầu, đúng không? Thì đây gọi là điểm neo. Điểm neo này có tác dụng là thay đổi cái độ cong của đường cong. Đấy. Mình muốn thay đổi cái độ cong của đường cong đấy khi mà vẽ xong rồi nhé. Mình ấn A.
là đây cái lệnh đây. Để chọn điểm thì nó sẽ có hiển thị cái điểm đấy và hai điểm neo. Tức là bất cứ một cái điểm nào ấy nó muốn thay đổi nó ấy, thì nó sẽ bao gồm là điểm và điểm neo. Thì mình thay đổi cái điểm neo đấy là mình sẽ có tác dụng là để thay đổi cái đường cong. Đấy, khi mình cầm cái điểm neo đấy mình kéo đi, mình thay đổi đi thì mình sẽ thay đổi được cái đường cong. Đấy, tác dụng của cái điểm neo đấy. Bây giờ mình vẽ cái đường cong này nhé, là dừng lại rồi nhé. Bây giờ mình muốn vẽ tiếp này, mình muốn vẽ tiếp này, thì mình ấn tiếp vào đây, mình ấn tiếp vào đây và mình kéo ra này. Đấy, thì là mình vẽ được tiếp này. Nhưng mọi người để ý đây không? Ở đây nó bị gấp khúc này đúng không? Nó không mềm mại như cái đường lúc nãy bên này đúng không? Nó không mềm mại như cái đường lúc nãy bên này. Ở đây nó có một cái điểm neo đấy, mọi người thấy nó có một điểm neo đây. Nó có hai đầu điểm neo này, đúng không? Nhưng khi ấn vào đây này, mọi người thấy nó chỉ có một đầu điểm neo thôi này. Đây những cái đường này, này. Điểm điểm này có hai đầu điểm neo nhé. Điểm này chỉ có một đầu điểm neo này và điểm này. Điểm này này. Điểm này này không có điểm neo nào luôn này. Điểm này có một đầu điểm neo này. Thấy mọi người thấy không? Thì cái khác biệt đây ấy, tức là khi mà có điểm neo thì mình kéo được nhé. Mình có thể kéo để thay đổi được cái đường cong đấy nhé. Đấy, cái này không có điểm neo là không kéo được luôn này. Đúng không? Không có điểm neo nào là không kéo được luôn này. Muốn kéo, muốn thay đổi cái điểm này là phải thay đổi điểm dưới này. Có một điểm neo kéo được này. Thì bây giờ muốn muốn biến từ một cái điểm này mà chỉ có một điểm neo thành có hai điểm neo. Thì có cách đây là mình ấn vào đây. Mình convert lên đây. Thế biến nó thành có hai điểm neo nhé, mọi người thấy không? Đấy, ấn này thì nó sẽ biến thành có hai điểm neo và đường cong lúc đấy trở nên nó mềm mại ngay, thấy không? Nó không bị gấp khúc nữa. Đây chọn cái này tiếp nhé, ấn vào đây này. Đấy, nó hiện ra ngay hai điểm neo đúng không? Mọi người thấy nó hiện ra hai điểm neo đúng không? Đấy, và mình có thể thay đổi bẻ cái đường cong đi cho mềm mại này. Đấy. Và đang từ hai điểm neo này nhá, mình lại muốn mình không muốn nó là thành đường cong nữa, mình muốn nó đường gấp khúc thẳng. Thì đây mình ấn vào đây. Đấy. Ấn vào đây nó lại biến thành là không có điểm neo nữa thì và nó thành một đường thẳng đúng không? Tiếp tục nhé. Đây. Đấy, thấy không? Mọi người thấy không? Thì đấy chính là cách để mà mình làm việc với đường cong và các điểm neo. Đấy, khi mà ấn thay đổi hết về thì nó sẽ thành đường thẳng hết. Bây giờ mình lại muốn quay lại tất cả đều là điểm neo nhé. Mình chọn A này, ấn lệnh A này là chọn điểm này. Để chọn tất cả các điểm này. À không được. Đây, mình ấn A này, xong mình chọn từng điểm một này. Chọn từng điểm một và biến nó thành đường cong này. Đấy. Chọn từng điểm một và ấn vào đây để nó biến nó thành đường cong này. Thì có điểm neo này. Đấy. Thì mình lại có thể xoay chuyển thay đổi được này. Đúng không? Mình kéo thể kéo dài kéo ngắn nhé, kéo dài kéo ngắn này, xoay đủ các hướng này, xoay góc này. Đúng không? Đấy là những cách mình có thể làm với đường cong này. Đấy. Thì bây giờ ứng dụng nhé. Bây giờ ứng dụng của cái việc này ấy, là mình bắt đầu dùng lệnh P nhé. Bạn tiếp tục cái lệnh P nhé. P nhé. Mình sẽ vẽ một cái bàn tay nhé. Mô tả mình vẽ một bàn tay nhé. Bàn tay kiểu xấu xấu thôi nhé. Cho anh em xem nhé. Đây mình vẽ lên đây nhé. Khi mà mình muốn ngắt ấy, ví dụ mình đang muốn vẽ tiếp nhé. Mình dạy thêm nhé. Khi muốn vẽ các đường cong đang trơn trơn đều đều này, mình cứ kéo ra này, mình vẽ tiếp này. Nhưng bây giờ mình muốn ngắt, mình không muốn là nó thành một cái đường cong như này nữa. Mà mình muốn cái này nó thành một cái đường thẳng vuông góc. Thì mình giữ an. Giữ an nhé. Click ấn vào đây. Ấn vào cái điểm này. Đấy, thì nó sẽ trở thành một cái đường thẳng. Để mình vẽ đường thẳng. Đấy. Và nếu mà mình tiếp tục muốn vẽ đường cong thì mình khi mình ấn một cái điểm tiếp theo, mình di chuột đi. Ấn giữ chuột trái và di chuột đi. Đấy, thì nó lại quay trở lại đường cong. Đấy. À cũng không, một là ấn an, hai là có thể nháy đúp luôn. Hai là có thể click chuột trái luôn, là nó tạo thành đường thẳng luôn. Không kéo di chuột đi nhá. Không kéo di chuột đi thì tạo thành đường thẳng. Còn ấn vào giữ chuột và kéo đi này.
Mọi người để ý thao tác nhé. Ấn giữ chuột vào và kéo đi này. Kéo ra ngoài này thì nó tạo thành đường cong này. Đấy. Nhưng mà giữ an này. À vẫn phải giữ an này. Vẫn phải giữ an và click vào cái nút đấy thì nó sẽ tạo thành đường thẳng. Nhưng mà nếu muốn ngắt ấy, thì là ấn thẳng vào một lần là nó ngắt luôn. Nó ngắt cái đường cong này luôn. Đấy, ấn vào đây một lần là nó ngắt này. Đấy, tức là có hai cách để có thể biến từ đang vẽ cong thành vẽ thẳng. Một là ấn thẳng vào một cái điểm tiếp theo và không di chuột. Hai là có thể ấn an, giữ an và click vào cái phần đang dừng lại đấy. Đấy, giữ an và click vào cái phần đang dừng lại này là nó sẽ thẳng này. Đấy, hoặc là nháy đúp luôn, nháy click chuột trái luôn. Đấy, click chuột trái luôn. Này. Di chuột lên phía trên này. Kéo di này, click chuột lên phía trên và kéo di ngang ra để tạo thành đường cong này. Để điều khiển nó theo ý mình nhá. Ấn xuống này. Ấn xuống nhá, ấn không thôi nhá. Không kéo gì nhá thì nó sẽ ngắt điểm ở đây này, đúng không? Nó không tạo thành cái điểm neo ở đây. Rồi ấn lên đây lại kéo ra có điểm neo này. Đấy, ấn xuống này. Ấn không nhé, ấn không một lần thôi. Đấy, khi mà muốn không có điểm neo thì chỉ ấn một lần thôi. Còn nếu mà muốn có điểm neo ấy, thì ấn xong rồi giữ kéo ra. Đấy, đấy là thao tác. Ấn không này là không có điểm neo nhé. Ấn giữ kéo này là có điểm neo này. Ấn không này, đấy. Ấn giữ kéo này có điểm neo này. Ấn không này. Ví dụ vẽ lên đây nhé, mình thấy cái điểm này mình vẽ sai. Mình muốn quay lại thì mình muốn quay lại thì mình Ctrl Z, mình ấn lại Ctrl Z là nó sẽ quay lại đấy, để mình vẽ lại đây. Ví dụ mình có thể vẽ xuống đây đấy, kết thúc lệnh là mình ấn vào cái điểm cuối cùng đấy. Đấy, thế là có phải mình được vẽ được bàn tay đúng không, và đổ màu cho nó này. Ấn vào, nhảy đúp vào này, đổi màu cho nó này. Chọn màu này. Đấy. Bàn tay thì quên lại, đổi bàn tay màu ra người nhé. Thì mình sẽ chọn màu đây này. Thay đổi màu đây này. Chọn thành cái màu nhạt nhạt này. Đấy, đúng không? Thì sẽ thành cái màu da người, đúng không? Đấy, đấy là mình đã vẽ được bàn tay. Đúng không? Đấy, thì mọi người, cái lệnh vẽ này là cái lệnh cơ bản nhất để vẽ hình, tạo hình. Thì mọi người bây giờ mọi người thực hành luôn đi cái lệnh vẽ hình này, thử luôn nhé, tạm dừng lại và thử luôn cái lệnh vẽ hình này bằng cái lệnh P này. Đấy, vẽ bất cứ hình nào mình suy nghĩ được và mình vẽ thử. Click giờ này. Đấy. Ngắt lệnh này, vẽ trái tim này. Đấy, trái tim méo mó nhé, đúng không? Vẽ lại một cái hình trái tim đẹp hơn này. Ấn vào này, click này. Để không có đuổi neo nhá, kéo lên này, lại kéo ra có điểm neo này, kéo có điểm neo này, ấn vào đây này, kéo này, có điểm neo này, click nhá, an click này, ấn vào đây này, là nó ngắt này. Khi nó ngắt lại này thì mình có thể điều khiển được cái đường cong này nhá. Nhớ là khi mà ấn an click vào đây ấy, là mình có thể điều khiển được cái đường cong này thoải mái theo ý mình, chứ nó không bị ảnh hưởng đến nhau nữa. Tức là nó cái điểm đấy nó đã thoát khỏi cái điểm mà đấy. Mọi người để ý nhá. Cái này là một cái mà mình sẽ phải để ý trong cái vẽ này. Cái sự khác nhau nhá, bây giờ mình chỉ ra một cái sự khác nhau tiếp nhá, giữa hai điểm này nhá. Cái điểm này này. Nó có hai cái điểm neo này. Nhưng mà mọi người để ý không? Hai cái điểm neo này nó gọi là liên kết với nhau. Tức là khi mà mình kéo một điểm này, kéo một điểm thì cái điểm kia nó sẽ thay đổi theo này. Đấy. Khi mình kéo một điểm, cái đường nó méo vào đây này thì cái đường kia lại lồi ra này. Đấy, tức là hai điểm này nó có ảnh hưởng đến nhau. Đấy, còn cái điểm này này. Đấy, nó chỉ có một điểm neo thôi. Thì nó khi mình kéo một đường này thì nó đường bên kia nó không ảnh hưởng gì đúng không? Đấy, đấy là cái sự khác nhau đấy. Của cái việc khi mình ngắt cái đường vẽ ra đấy. Đúng không?
nó chỉ có một điểm neo thôi, thì khi bạn kéo nó kéo một bên thôi, nó không ảnh hưởng gì cả hai bên. Đấy, còn như cái nào mà không có điểm neo luôn thì không nói rồi, muốn không không kéo được gì. Đấy, đấy là cái sự khác nhau giữa một điểm có một điểm neo và một điểm có hai điểm neo. Đấy, thì bây giờ mọi người dừng lại và tập vẽ các cái hình cơ bản nhé, bằng cái này. Mình vẽ tiếp một hình chữ nhật chẳng hạn nhé, một cái hình thẳng nhé. Thì mình không kéo cái gì cả, mình chỉ ấn các đường thôi. Đấy. Đấy, đây mình vẽ một cái hình chữ nhật mà méo mó nhé. Còn nếu mà mình muốn vẽ một cái hình chữ nhật chuẩn thì ở đây nhờ, nó có các công cụ tạo hình đây rồi. Đấy, là vẽ hình chữ nhật đây rồi. Hoặc là vẽ, ấn vào đây này. Khi mà muốn, mọi người có một để ý thêm một cái nữa là các cái lệnh nó có cái phần lệnh ẩn ở dưới. Đấy, trong một cái lệnh thì nó sẽ có cái phần lệnh ẩn ở dưới. Thì muốn để ấn ẩn mở các cái phần lệnh ẩn ra ấy, thì mình ấn vào xong rồi giữ chuột ở đây. Click chuột vào và giữ chuột một lúc. Ấn vào và giữ chặt cái chuột trái ấy, thì nó sẽ hiện ra các cái lệnh ẩn ở dưới. Và mình có thể chọn được các cái hình khác. Đây, ví dụ hình elip, hình tròn đây. Có một cái nữa trong cái vẽ hình này ấy, trong bất cứ các hình nào ấy, khi mà mình muốn giữ được cái hình vẽ ra ấy, nó giữ đúng tỷ lệ ấy, thì mình phải giữ shift nhé. Đây, ví dụ mình giữ shift đây, thì mình đã vẽ được cái hình này là hình tròn đây. Ấn chuột trái và vẽ, ấn kéo ra này là vẽ được hình tròn này. Đấy, ấn chuột trái một lần và kéo ra này là vẽ được hình tròn. Nhưng mà nếu mà mình không giữ shift nhé, thì nó sẽ vẽ hình linh tinh đúng không? Ấn chuột ra và kéo giữ này. Ấn chuột và kéo giữ ra này, kéo ra các hướng này thì nó sẽ thành hình elip đúng không? Đấy. Thì như lúc nãy mình cũng nói là về cái việc phóng to thu nhỏ hình nhé. Mọi người có nhớ lúc nãy mình nói về cái việc phóng to thu nhỏ hình không? Đúng không? Ấn phóng to thu nhỏ hình thì nó giữ shift đây. Giữ shift và kéo đây thì nó sẽ giữ theo tỷ lệ mà nó không bị linh tinh đi. Còn nếu không mình kéo đây nó sẽ xoay linh tinh như này. Đấy, mình ấn vào góc và mình kéo đi thì nó sẽ xoay linh tinh đi các hướng đi. Nhưng nếu mà giữ shift nhé, thì nó sẽ cố định này, cố định theo tỷ lệ này. Đấy. Sử dụng một cái hình nào đấy thì mình chỉ cần kéo thả cái hình đấy vào cái bản vẽ của mình thôi. Nhưng mà mọi người nhớ ở đây một cái ấy, là nếu mà khi mà muốn mở một cái file Illud ấy, nếu mà mình kéo mình thả thẳng vào trong hình như này. Đấy, thì nó sẽ trở thành là một cái hình mà mình không sửa được. Đúng không? Mình chỉ phóng to thu nhỏ thôi. Méo hình đi rồi này. Chứ mình không sửa được cái hình, mình không lấy được cái hình này để mình sửa. Đúng không? Mình có nháy nhiếp vào là mình cũng không làm nào để mình ấy được sửa. Nhưng nếu mà mình thì mình phải kéo vào cái khoảng trống ở ngoài này. Phần đen đen trên này để quản lý bản vẽ. Đấy, thì ở đây mình sẽ chọn được từng hình một này. Đấy không? Đấy. Đấy là cái khác biệt trong cái việc kéo hình vào bản vẽ. Đấy, phía trên này là khi mà mình mở khoảng ví dụ 2-3 hình khác nhau ấy, thì phía trên này là nó sẽ hiện ra các hình khác nhau này. Khi mà mình mở 2-3 hình khác nhau ấy, thì là cái này là cái quản lý bản vẽ này. Đấy, mình ấn vào từng cái một là sẽ mở được từng cái bản vẽ khác nhau. Thì cái mục đích của cái việc mở được nhiều bản vẽ này tức là để copy, ví dụ mình có thể copy từ một cái file này sang một cái file này. Đấy. Mình có thể mở nhiều file khác nhau và mình copy một cái này sang một cái kia. Đúng không? Đấy là cái tác dụng của cái việc mở nhiều bản vẽ và quản lý nhiều bản vẽ khác nhau. Còn xong mình xong việc thì mình tắt đi. Ví dụ thế. Đấy, thì mình đã có cái file này ở trên cái cùng cái bản vẽ. Đây mình xóa đi nhé. Ở đây mình quay lại cái lệnh lúc nãy nhá. Mình quay lại cái lệnh lúc nãy là lệnh vẽ để mình gọi là đồ hình nhá. Tức là vẽ theo hình đấy. Thì nó khá là dễ. Tức là ấn đây này. Mình có thể bắt đầu thử nhá, ấn đây này. Cứ ấn này, cứ ấn chạy chạy theo dần đây này.
ấn này, ấn chạy theo dần này. Đấy. Khi mà mình vẽ một cái điểm này nhá, khi mà vẽ một cái đường này mình sẽ thấy bị màu và nó bị che đi đúng không? Mọi người để ý nhá, khi mà vẽ này nó sẽ bị màu và che đi, nó rất khó chịu đúng không? Thì có nghĩa lúc đấy mình phải ấn vào đây, mình ấn vào cái này và biến nó thành đường thôi, tức là nó không phải là hình nữa. Thì đấy là nó sẽ hở ra và mình sẽ không bị nó che hình đi, đúng không? Đấy. Thì mọi người có thể thấy là đấy là cái cách để nó biến thành đường nét thôi và mình sẽ không bị vấn đề nhìn nó khó nhìn. Đấy. Thì cái này là để mà đồ theo này rất là nhanh này. Đấy, mình cứ vẽ từng đường cong một, mình cứ đi đến đâu mình cứ chấm hình như đấy. Mình đi đến đâu mình chấm hình đấy, độ ngắt cái thì mình cũng giữ an và mình click vào để cho nó ngắt hình. Còn lại mình cứ chấm 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 từng cách quãng từng ít một này. Thì hình nó sẽ tự động nó chạy theo các đường cong, nó chạy theo cho hợp lý. Đấy, cái này là cái để mà trước mình gọi là dùng để đồ hình. Thì dùng cái này. Nhưng mà thật ra cái này mình cũng ít khi dùng đến. Tại mình có thể tự vẽ lại được mà, đúng không? Cái này mình tự vẽ lại cũng không phải khó lắm. Nó cũng nhanh thôi. Cái này là để cho những bạn mà kiểu lười lười và muốn hình nó, cái này là ở những trường hợp cái hình nó quá phức tạp. Thì mình dùng cái công cụ này thì nó cũng sẽ có thể tương đối nhanh. Đấy, nhưng mà mọi người thấy là nó nhanh nhưng mà lại nó nhược điểm của nó là nó không chuẩn lắm. Nhưng mọi người nhớ một cái là tuyệt đối nhớ là dùng phím tắt nhá, nhớ phải dùng phím tắt nhá. Học thuộc và dùng phím tắt nhá. Ví dụ vừa rồi mình muốn vẽ cái này thì thay cho cái việc ấn lên đây ấy, thì mình đấy để ý ở đây nó sẽ có thấy cái chữ P không? Pen tool và chữ P không? Thì là đấy là dùng ấn chữ P và là nó sẽ thành phím tắt. Đây mình vẽ lại bằng cái lệnh này đây. Thì mọi người sẽ thấy là nó còn nhanh hơn và nó còn chuẩn xác hơn. Nhưng cái kia là để cho những bạn mà kiểu lười lười, không muốn phải điều chỉnh, không muốn phải dò tìm. Thì chỉ cần ấn chọn các điểm thôi là nó sẽ tự nó chạy theo rồi. Đường cong rồi. Ở đây là mình liên tục phải dùng giữ phím An nhé, để ngắt lệnh nhé, để ngắt đường cong nhé. Gọi là ngắt cái đường cong ra để vẽ tiếp. Ở đây có một cái vấn đề nhá, là nếu bạn đang vẽ dở ấy mà cái đường cong của mình nó lượn nó bị lệch một tí này. Đấy, so với cái đường mà chính nhá thì mình cứ vẽ bình thường thôi. Mình cứ vẽ bình thường nó cứ lệch một tí ở đấy. Mình cứ vẽ bình thường thôi. Xong sau đấy nhá, sau khi vẽ xong này, mình chuyển sang A này. Ấn lệnh A nhá là lệnh thay đổi điểm nhá và mình sửa lại cái đường cong. Đấy. Mình kéo các điểm nào neo để mình sửa lại cái đường cong. Đấy. Thì đấy là cái cách để mà mình cho nó chuẩn. Chứ nếu mà đang vẽ mà muốn sửa luôn rất là khó. Nếu mà đang vẽ mà muốn sửa luôn ấy, thì có một cách đây. Ví dụ đây, vẽ cái này đây. Mà bây giờ mình muốn sửa luôn nhá. Thì mình có thể giữ Ctrl. Ấn giữ nút Ctrl và kéo luôn điểm neo đây thôi. Đấy, đấy là cách. Nếu mà bình thường không giữ control là không ấn được đâu nhá. Ấn vào là nó sẽ thành tạo điểm mới đúng không? Khi mọi người ấn vào thì nó sẽ tạo điểm mới đúng không? Đấy, khi mà mình giữ control nhá thì là mình có thể nó không ấn vào nó không tạo điểm mới. Mà mình có thể kéo để mình thay đổi cái điểm neo này. Đấy, đấy là cách. Cách để mà có thể thay đổi điểm neo trong quá trình đang vẽ trực tiếp. Đấy. Mà nếu mà không phải là sửa sau khi vẽ xong. Đấy, khi bạn thấy nếu mà vẽ xong cái đường cong sẽ có những cái đoạn nó lệch lẹo, đúng không? Thì mình có thể sửa luôn bằng cách là giữ Ctrl và kéo sửa luôn, hoặc là mình vẽ xong và mình kéo. Đấy, có hai cách, vẽ xong và kéo lại được. Đấy. Bây giờ mình dạy thêm một cái nữa nhá.
Thêm một cái nữa của cái việc mà tạo điểm và tạo đường, vẽ vẽ cái hình như này. Đấy là ví dụ mình đang vẽ ở đây đúng không? Ấn A này, mình sẽ thấy là ở đây một điểm này là nó đủ đường cong rồi đúng không? Nó vẽ được rồi đúng không? Nhưng mà có những hình là nếu mà mình không đủ điểm ấy, nó sẽ không đẹp được. Đây mình ví dụ đây là mình vẽ lại cái chữ T này. Đây vẽ lại đúng cái đường cong này đây. Đấy. Mọi người xem thì sẽ biết. Đấy, cái điểm neo mình có thể di chuyển kéo ngắn kéo dài đi để thay đổi. Thì khi nào cái đường cong nó đúng khớp với cái đường mình mong muốn là được. Đây, mọi người sẽ thấy nhá. Vấn đề nó bắt đầu xuất hiện đây. Đây. Tức là mặc dù mình đã kéo cái đường cong này rồi nhá, nhưng mọi người sẽ thấy là cái đường cong ấy nó vẫn không khít đây đúng không? Đoạn này nó vẫn bị hở hình ở đây này. Đấy, thì có nghĩa là lúc đấy mình sẽ phải cần là thêm một cái điểm ở đây, mình thêm một cái điểm ở đây để nó cái hình nó đúng được theo đúng cái đường cong này. Thì ở đây mình sẽ ấn dấu cộng nhá. Trên bàn phím có dấu cộng dấu trừ này, dấu cộng dấu trừ nhé, mình ấn vào dấu cộng đây. Đấy là mình có thêm nó thành dấu cộng ở đây nhé, mình có thể ấn vào đây và thêm một dấu cộng vào đây và mình ấn vào chữ A để mình kéo ra đấy để mình thay đổi, tức là thêm điểm đấy, gọi là thêm điểm. Đấy, trái ngược với việc thêm điểm này thì mình có thể xóa điểm nhé. Bây giờ mình vẫn cứ thêm điểm tiếp này, thêm điểm để vẽ lại đường cong cho nó chuẩn hơn này. Đấy, đấy là một cách nhé, với những đường cong phức tạp nhé, mà việc kéo điểm neo nó không có tác dụng ấy. Nó không được theo như mình mong muốn ấy. Và bớt điểm đấy nhá, bớt điểm thì mình lại ấn dấu trừ nhá. Khi mình ấn dấu trừ và ấn vào đây này, nó sẽ xóa điểm đi này. Đấy, mọi người thấy không? Đấy. Đấy, đấy thì là cái lệnh mà cộng trừ, tức là thêm điểm và bớt điểm trong cái vẽ hình. Đấy thì cơ bản hôm nay mình tạm dừng ở đây, cái bài này mình tạm dừng ở đây. Mọi người học lại cái cơ bản và vẽ một cái hình bằng cái lệnh này nhé. Cái lệnh này là cái lệnh cơ bản luôn, rất hay dùng trong việc vẽ hình. Thì mọi người làm được cái việc này đi, bây giờ mình sẽ đi theo cái bài tiếp theo nhé. Rồi, chào mọi người.